Alo alo, chào tất cả các bạn, mình là Tấm Mờ Cứu Răng các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ vẽ bùa cho các bạn xem thoải mái nha. Nay cũng để lâu rồi mình chưa có vẽ bùa, để thử coi vận may có được bao nhiêu không. Vận may có may mắn thôi các bạn. Bùm, ôi được 5 lon nước nè các bạn. Wow, cũng khá là ngon đi. Ok, lần này nữa hy vọng sẽ được 5 lon nữa. Ba lon nữa các bạn. Ba lon tổng cộng là được 8 lon rồi đấy. Ok, ngon ngon ngon. Tiếp các bạn ơi, lậm luôn nữa. Làm cái 5 lon nữa đi. Đừng có 1 lon, 1 lon lỗ chết. 5 lon nữa là 13 lon các bạn. Wow, 13 lon là 49 lon. Ok các bạn ơi, cũng được đấy. Thôi mình làm 3 lần thôi các bạn ơi. Mình xin phép dừng video tại đây. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn.